xong rồi nên là cũng không cần trợ giúp đâu nữa. Thôi đi, em luôn như vậy với tôi á. Vậy đánh giá trình độ nấu ăn của hai hoa hậu hôm nay như thế nào? Bình thường. Còn tưởng là tuyệt sắc mỹ nhân gì đó, hóa ra chỉ được như vậy thôi. Còn phải học nhiều. Mấy em còn trẻ nữa đúng không? Thì bây giờ đi ăn và trải nghiệm nhiều, cộng thêm là có thích nấu nướng thì nó sẽ trở thành người nấu ăn ngon. Món gì mà ngoại tự tin nấu nhất? Chả có món gì cả, món gì cũng nấu được. Mười mấy tuổi á là phải nấu cơm cho gia đình ăn rồi, đi chợ thì cách đây mấy chục năm rồi, 3-40 năm về trước thì lúc đó là ngoài phải nghĩ cách làm sao mà đi chợ hết 12.000 thôi, ăn nồi 3.000, ăn nồi 3.000. Đúng là lòng dạ thâm hiểm. Thì cái 3.000 đó là ví dụ mình đi ra mình xin mấy trái ớt thì mình tính tiền vô nè, rồi hành để xin tiền nè, rồi đi xin sinh đó. Tại vì ngày xưa là ngoài xuất thân là nghèo khó, ngoài cũng phải đi chợ, mà ngày xưa chỉ có 15.000 là phải đi chợ cho ăn cho 2 buổi, mà mình đi chợ mình còn phải ăn gian mấy ngàn để lấy tiền đi học. Cho nên ví dụ mình đi mua 12.000 thôi, còn 3.000 cất túi, nhưng mà mình sẽ tính vô ví dụ hành, ngò, rồi ớt là xin, nhưng mà về mới tính 500, ví dụ vậy. Yeah. Là mình đi chợ hồi nhỏ á, cho nên là ngoài rành ngoài chợ thì lắm. Hay ngoài hay cuộc sống khó khăn. Bây giờ vì làm còn dư rất nhiều tiền, nhưng mà ngoài phải đi mua thêm trái cây, mua thêm đồ cho mấy em bé đó. Đó nên cái tiền mình cũng phải bỏ túi riêng để có đồng ra đồng vô đấy. Nhưng hôm nay dầm cho nên ngoài cũng có ăn da, cũng có ăn da công đức vô luôn. Rồi ngoài từng nơi nấu đám mà thì ngoài phải đi ra chợ, mọi người dắt theo 5-6 bà là chuyên bắt đầu ngoại nó chỉ mua gà đó, nên mua gà một cái bàn là 1,5 kg, mà 50 bàn là phải mua nhân lên là 75 kg gà, là cân 75 kg gà mang về. Ví dụ đây chả lụa là bát bự, cái nước bát bự là có chả lụa, chả quế, nem, ví dụ thế. Thì một cái dĩa như vậy mới chắc 9 lạng hoặc 7 lạng, rồi tính là 50 bàn là bao nhiêu ký, rồi được rồi. Một mẹ của ngoại ngày xưa là chuyên đi nấu đám, hay đi nấu đám cho ở bên con tám người ta. Đi đâu đám không có lấy tiền, công đức vô luôn. Có nghĩa là đi khu đi hay mình mới nấu ăn, rồi hàng xóm có đám cưới á, rồi bắt đầu là đãi hàng xóm thì họ sẽ đãi mấy chục bàn để đầy ra cái hẻm gì đó. 4:30 là phải đi nấu, là nấu con cơm đêm mà ngoại ngủ với mẹ, cho nên rất là sợ ma. Đi theo riết cái ngồi thấy mẹ làm cũng ngồi dòm rồi cái phụ riết rồi cái mình biết nấu là không hay. Thì mẹ mình làm rất là kỹ và mình ngồi mình đã học rồi, mẹ có nên là không được sai sót về nấu ăn, không được sai sót. Trời ơi là trời, các con ơi, con vô đi quậy thế này, mấy con nó cầm phụ đi hả, mày qua bên kia hết đi, mày qua bên kia hết đi. Trời đất ơi, trời ơi, nhỏ em hối hận. Bây giờ tụi em hối hận chưa? Bình tĩnh, ở đây có chị. Áp lực chưa? Cái nó sắc nó không biết sắc à. Rồi nó để ra gì mà anh. Trời, con cháu còn ngoài trời hư quá. Nó cảm thấy tâm lý mà nó nặng nề quá đó, qua đây. Ừ. Sống mà áp lực nấu ăn mà cũng khó chịu nữa. Trời ơi đó. Cát xê bao nhiêu mà phải. Cái này là mình thích, hiểu không? Thích trải nghiệm. Thôi ngoài nói thiệt lòng đi, là ví dụ như là đã lấy được bao nhiêu của Đàm Vĩnh Hưng? Chưa được cái đồng độc bạc to đâu cả. Mà đẹp, úi dồi ôi, phải đặt ở trên TikTok những bộ đồ mà chen nhất bây giờ đấy. Không, tại vì đi tiêu hồi mình xay ra cho nên là con cứ cắt nhỏ ra, cắt nhỏ ra bỏ vô rồi, không đi luộc đi. Đó, hiểu không? Trời ơi. Không biết cắt sao luôn má ơi. Sao mình bỏ cái ruột hả? Dám đâu trời ơi. Cá người ta ăn là ta ăn cái ruột mới ngon. Thôi móc. Móc. Nó nghe là cứ bé. Móc. Đồ ăn mà nó cứ móc. Đúng rồi. Thật ra. Ham rất ngon em ơi.
để nhẹ luôn một chùm luôn á. Không, mình lấy cái dĩa mà để nguyên cái phần đó đi. Cái dĩa, đây là cái tô nè. Mình để nguyên ba ruột qua đây. Ôi ngon lắm á chị em. Ôi ngon lắm á chị em. Bây giờ bắt trước người ta ăn ruột cá là thử coi ngon không? Ruột cá lóc hấp xả chấm mắm me là hết bài nha. Ôi ngon lắm á chị em. Ôi ngon lắm á chị em. Béo mất ngay từng đời. Quá béo. Quá béo rồi. Ngon dữ vậy? Thì đó, nó béo bẹo hả? Trời ơi, cái ruột gì đâu mà nó nhẫn dữ vậy? Cái này là cái gì mà bóng á. Em bấm nó nổ đó. Trời ơi, tụi em phải chăm chỉ, chăm chú từng cộng xương một. Chứ không mấy bác ăn á hả, bị khóc, bị nghiến lắm. Em nấu 3 đến 5 ngàn bữa ăn, đợt dịch Covid á. Nên em quen rồi. Quen rồi. Mình nghĩ là đợt này có thể chiến thắng á, thứ đợt anh của Hà. Em là lúc nào em cũng có niềm tin chiến thắng hết trơn á. Mọi thứ em làm em đều có niềm tin rất là vững vàng. Dù kết quả có không được như ý muốn thì cái đó là do bên biên tập. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Anh nhìn bên kia thì cũng đang lọc. Thôi đi, em nói gì bên tôi. Em kêu em qua đây gấp cá phụ tôi mà. Sao em đứng đó là bên kia em có nhiều được khổ quá anh định qua giúp. Thôi em quá dễ rồi, tôi đến với con cái thứ năm rồi. À, bên kia cũng sắp làm xong rồi nên mình cũng không cần trợ giúp đâu nữa. Thôi đi, em luôn như vậy với tôi á. Em luôn như vậy với tôi á. Em luôn như vậy với tôi á. Chào lên bờ môi của em đỏ âu. Cho xinh thật nhiều để cho rõ nhau. Tới đâu rồi nè. Thôi đi. Thôi mọi người ơi, chỉ là cổ động mà cái tinh thần thôi. Nhưng mà tinh thần cũng không lên nổi. Một con này nó nguy hiểm lắm. Mà cầm tay vô rồi, bắt xương cá rồi đó là người ta bắt lỗi mình nè. Bạn dùng đũa. Bạn dùng đũa nè. Ý là mình cầm tay vô lỡ một xương cá. Bạn xót xác nhận như cùng lúc trả lời ngay từ đầu cả lúc trả lời người ta dùng tiếng địa phương mình luôn luôn là nhận thấy trong những cái cách nói chuyện của bé nó học như vậy một sự nghi ngờ và luôn luôn là dè chừng và không có một cái gì mà có niềm tin vào cuộc sống của con người hết. Thì tại vì mới đây em khuyên bé đừng tin một ai anh trời ơi đừng tin một ai chị ta chị đúng. Hồi đó tôi đi quay thì chị Ngọc Phúc chỉ kêu đừng tin một ai hết. Thì chị Ngọc lại cũng đúng. Tại vì chị tin Ngọc Phúc xong, Ngọc Phúc cũng hợp tác với BB. Nãy giờ em móc cả chục ký cá rồi á. Thủy kêu thử không phụ, Thủy không phụ. Em quay qua em không tác hương đâu hết. Em lạc lộng. Và không có gì phải buồn thì chúng ta vẫn không buồn. Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi. Hãy đang vô trong nồi vô kia nấu kìa. Hãy chứ Thủy có người đâu chứ. Dạ. Nãy hả? Đen nè. Mà sáng nghe giọng hơi giống giống phương tiện của Vi. Dạ đúng rồi, anh quá hay em quán hôn đó. Hôn đó không? Nhiều người đẹp, quên mình nhiều người đẹp. Ủa? Anh ôm, đây. Anh là đúng ngay chỗ của Vi luôn á. Đâu, bây giờ hai anh em đếm, chỉ em đếm tiếng quán hôn đi. Câu chuyện gì em? Hơ. Bò. Bò. Bốn. Nam. Nam. Sáu. 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 Đóng cái o lại. Sáu. Sáu. Bả. Bả. Bốn. Tốn. Chín. Mười. Mười. Rồi đếm lại đi. Mười. 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 Một. Hơ. Bò. Bốn. Nam. Sáu. Bả. Tốn. Mười. Đúng là mình vẫn giới thiệu một cái món. Đây là bạn đến nhốt tôm hả? Đây mà đồ bên đó à, đồ bên đó đã mua chùm nhỏn. Cái chùm nhỏn này thấy thôi hơn nhỏ bị an đó em à, nó bị giống an chim an ở trơn nè. Đặt cái chùm nhỏn đi mà qua những cái rổ quýt bên kia là cái chùm nhỏn đi rất là bé được đích chết, rất là bé được đích chết. Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Xui. Tiếp. Đây chỉ là giả vờ thôi mấy ơi.
giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu bà con. Rồi. Mạch mạch mổ quá đi. Mạch mổ. Mạch mổ quá. Rồi cái đi qua phụ đó cũng cùng mấy bé đó. Đó, em ngồi em đứng tay em mong là cái cười vậy mình vui. Không cái nào cười luôn. Nó giờ cười xã giao á. Thật ra thì ngay từ đầu anh hay nghĩ là các bé rất là chịu chơi, rất là lăn xả vậy. Anh cứ nghĩ đó là một cái bông hoa cần phải nâng niu hoặc là nhẹ thay. Mà không, trời ơi. Em là một khóc dại. Em phơi xương phơi gió ngoài đời rồi. Tên là chen lớn. Ngay cả Thủy ngày nãy rất là chịu lăn xả. Còn cháu cô xong chưa? Sao? Cháu cô xong chưa? Cháu của cô đây là cháu Ấn Độ. Sao? Có sữa Ấn Độ. Cháu đổ nó vàng như cà ri luôn á. Mà lần đầu tiên trong vô thấy ngon là được. Trời ơi, trước khi mua về em phải nhìn cái đã. Phải nhìn hả? Nhìn chứ ráng. Cái này đẹp là cái chấm hoa hậu. Đẹp là hoa hậu. Nhưng mà đem về nhà ăn thì mới biết ngon trong chấm đâu. Thôi hắn nhìn mà nhìn một thẳng vẫn ăn vô thấy ngon đi. Là cái quả cuối cùng vẫn đẹp hơn là hắn nhìn thấy hào hứng mà ăn vô không thấy ngon. Thôi lào lắm. Nhưng mà cái chống chi. Chợ ơi, mùa ơi người ta. Đúng là nơi nơi giáo chưa? Nếm chưa? Mùa tui đâu nghe nghe. Ghê vậy. Ăn nhẹ không? Em sai rồi. Mình là hoa hậu. Mình phải nhẹ nhàng. Mình cắt nó bạch. Đó. Rồi tiếp. Bốc nhãn thượng rồi. Ở 2016 bị trừ một điểm thanh lịch vì bánh mì của em bé rất là to, làm khi em ăn thì đã độ má của em. Chắc em bị trừ một điểm thanh lịch. Rồi nó rất là nó nhanh rồi nó chảy nước nó nhẽo nhẽo là từ khúc này nè đó. Nó hấp dẫn không nha bạn. Ăn gì nè, ăn không cái gì chắc ở đây.